đều phải hợp với oai nghi, hợp với giới luật. 4. Ba lần nói yết ma là giới trăng, chẳng phải đó chỉ là một thứ nghi thức. Khi chuyển giới cụ túc thì Đức Giới Hòa Thượng hỏi ba lần yết ma giáo thọ, tôn chứng đáp ba lần, đây là ba lần yết ma, tức cũng là ba lần tuyên đọc trịnh trọng cẩn thận ba lần thông qua. 5. Hòa Thượng là giới trăng, chẳng phải Hòa Thượng là người Thế Phật chuyển giới. Hòa Thượng dịch là lực sinh, tức là ba thừa đạo lực, năm phần pháp thân đều do lực này mà sinh. 6. A Xà Lê là giới trăng, chẳng phải hành vi của vị này là mô phạm cho đệ tử. Xuất gia thọ giới phải trải qua tam đàn đại giới. Đàn thứ nhất là thọ giới xà dì, đàn thứ hai là thọ giới cụ túc, chánh thức trở thành tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni. Đàn thứ ba là thọ giới Bồ Tát, tại gia hay xuất gia đều có thể thọ giới này. Vẫn phải có tam sư thất chứng mới hợp pháp. Tam sư tức là Đức Giới Hòa Thượng, Yết Ma Hòa Thượng, Giáo Thọ Hòa Thượng. Còn phải có 7 vị tôn chứng. Giới Đức Hòa Thượng là người xuất gia được nương tựa, Yết Ma Hòa Thượng là người truyền nghi thức quy củ, Giáo Thọ Hòa Thượng là người giảng dạy quy luật của giới, thất chứng là 7 vị luật sư đến chứng minh mới hoàn thành pháp độ giới cụ túc. 7. Cạo tóc là giới trăng, chẳng phải đây là tướng tỳ kheo. Khi xuất gia thì phải cử hành lễ xuống tóc, biểu thị chẳng có phiền não, chẳng có kiêu ngạo, xa lìa pháp hữu vi thế gian, tịnh tu pháp vô vi xuất thế. 8. Mặc y cà sa là giới trăng, chẳng phải cà sa dịch là màu bất chánh, có phân ra y 5 điều, y 7 điều và y 9 điều, vân vân. 9. Khất thực là giới trăng, chẳng phải tỳ kheo đi khất thực để sống, đó là vì nuôi dưỡng giác thân, khiến cho chẳng có tâm tham. 10. Chánh mạng là giới trăng, chẳng phải tỳ kheo phải sống một cách chánh đáng, phải khất thực thanh tịnh để duy trì mạng sống, không thể dùng 5 thứ tà mạng để sống. 5 thứ tà mạng đó là A. Trá hiện tướng lạ, hiện ra hình dạng đặc biệt khác với mọi người, xí đồ cầu lợi dưỡng. B. Tự nói công đức, tự tuyên truyền mình làm những công đức gì, mình làm việc thiện gì, mục đích của mình mong cho mọi người cúng dường. C. Chiêm tướng cát hung và vì người nói, chiêm bói tướng mặt, phê bát tự, thôi mạng lý, vì người nói cát hung để cầu lợi dưỡng. D. Cao thành hiện oai khiến người kính sợ, cố ý nói lớn tiếng hiện ra vẻ đại oai đức, khiến cho người sinh tâm kinh sợ và tâm cung kính để cầu lợi dưỡng. E. Rộng nói cúng dường để động lòng người. Đối với người nói cư sĩ nào đó cúng dường như thế nào, cư sĩ nào đó cúng bao nhiêu tiền hương dầu, khiến cho người nghe động tâm tự động dâng cúng. Đây là lối mưu sinh không chính đáng. Phàm là dùng nhân duyên để duy trì mạng sống đều là tà mạng, phải cất thực hoặc tìm phương thức thọ người cúng dường mới là phước điển tăng. Một lần nọ, tôn giả Xá Lợi Phất ôm bát vào thành khất thực, được thức ăn rồi bèn ngồi dưới gốc cây ăn. Lúc đó có một vị phạm trí đến tên là Tịnh Mục, hỏi tôn giả Xá Lợi Phất rằng ngài là hạ khẩu thực chăng, đáp chẳng phải. Lại hỏi ngài là ngưỡng khẩu thực chăng, đáp chẳng phải. Lại hỏi ngài là phương khẩu thực chăng, đáp chẳng phải. Lại hỏi ngài là duy khẩu thực chăng, đáp chẳng phải. Ông Tịnh Mục lại hỏi thực ăn có 4 thứ, nay tôi hỏi ngài, ngài đều nói chẳng phải, tôi thật chẳng hiểu, xin ngài từ bi giải thích có được chăng? Tôn giả Xá Lợi Phất nói, người xuất gia hợp thang dược, trồng ngũ cốc, trồng cây quả để sinh sống, đây là nuôi mạng sống bất tịnh, gọi là hạ khẩu thực. Quán xem tinh tú mặt trời mặt trăng, gió mưa sấm chớp, nói cát hung để sinh sống, đây là nuôi mạng sống bất tịnh, gọi là ngưỡng khẩu thực. Đi khắp nơi phàn duyên, nịnh bợ kẻ có quyền có thế, hoặc thông xử bốn phương, khéo ăn khéo nói, đây là nuôi mạng sống bất tịnh, gọi là phương khẩu thực. Học tập chú thuật, bói toán cát hung để duy trì đời sống, đây là nuôi mạng sống bất tịnh, gọi là duy khẩu thực. Lại nói tôi chẳng rơi vào 4 thứ thực này, mà là khất thực thanh tịnh để nuôi mạng sống. Phạm trí Tịnh Mục nghe rồi sinh tâm đại hoan hỷ, tin hiểu pháp của tôn giả Xá Lợi Phất nói, mà chứng đắc quả Tu Đà Hoàn, tức cũng là sơ quả A-la-hán. Tỳ kheo chẳng có 4 thứ thực này mới là chánh mạng. Tỳ kheo phải tu bát chánh đạo, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Tu các pháp đều là chánh, cho nên chẳng đọa vào trong năm tà mạng, giữ giới thành tịnh mới thật là phạm hạnh. Phạm hạnh thanh tịnh chẳng thuộc về 10 pháp vừa nói ở trên.
Vì nhân duyên này, cho nên phải xem giới tướng là không, đừng có chấp trước. Quán như vậy rồi thì đối với thân chẳng thủ lấy, sự tu chẳng chấp trước, nơi pháp chẳng chỗ trụ, quá khứ đã diệt, vị lai chưa đến, hiện tại vắng lặng, chẳng ai tạo nghiệp, chẳng ai thọ quả báo, đời này chẳng di động, đời khác chẳng biến đổi. Như ở trên vừa đưa ra 10 pháp quán. Một, đối với thân chẳng thủ lấy, quán sát nơi thân mình cũng tìm chẳng ra chỗ của phạm hạnh. Hai, sự tu chẳng chấp trước, nếu tu hành thì không nên trụ ở phạm hạnh. Nếu trong tâm có chấp trước rằng tôi tu phạm hạnh, như thế thì chẳng đến được cảnh giới người không và pháp không. Ba, nơi pháp chẳng chỗ trụ, đối với tất cả pháp cũng chẳng có chấp trước. Bốn, quá khứ đã diệt, đời quá khứ đã diệt rồi chẳng tồn tại. Năm, vị lai chưa đến, đời vị lai thì chưa đến. 6. Hiện tại vắng lặng, đời hiện tại gì cũng chẳng có. 7. Chẳng ai tạo nghiệp, tất nhiên ba đời đều không, thân cũng không, tâm cũng không, thế giới cũng không, hết thảy tất cả đều không thì đương nhiên chẳng có ai tạo nghiệp. 8. Chẳng ai thọ báo, đã chẳng có ai tạo nghiệp thì lại có ai thọ báo, cho nên chẳng có ai thọ báo. 9. Đời này chẳng di động, thế giới này cũng chẳng di động. 10. Đời khác không biến đổi, thế giới khác cũng chẳng biến đổi, vẫn như thế. Chẳng đầy pháp nào gọi là phạm hạnh. Phạm hạnh từ đâu đến, thuộc sở hữu của ai, thể là ai, do ai làm, là có, là không, là sắc, là chẳng phải sắc, là thọ, là chẳng phải thọ, là tưởng, là chẳng phải tưởng, là hành, là chẳng phải hành, là thức, là chẳng phải thức. Ở trong đây, pháp nào là phạm hạnh, chẳng có, đều là không, tất cả các pháp đều chẳng phải là phạm hạnh. Vậy phạm hạnh từ đâu sinh ra? Phạm hạnh này thuộc về sở hữu của ai? Ai là chủ nhân của nó? Đều chẳng có. Bổn thể của phạm hạnh này đáo đẻ là ai? Ai tạo ra phạm hạnh này? Lại quan sát phạm hạnh này có chăng? Vẫn không có. Sắc thọ tưởng hành thức là pháp năm uẩn. Sắc thuộc về sắc pháp, thọ tưởng hành thức thuộc về tâm pháp. Phạm hạnh có thuộc về sắc uẩn chăng? Trong sắc uẩn chẳng có phạm hạnh. Phạm hạnh có thuộc về thọ uẩn chăng? Trong thọ uẩn chẳng có phạm hạnh. Phạm hạnh có thuộc về tưởng uẩn chăng? Trong tưởng uẩn chẳng có phạm hạnh. Phạm hạnh có thuộc về hành uẩn chăng? Trong hành uẩn chẳng có phạm hạnh. Phạm hạnh có thuộc về thức uẩn chăng? Trong thức uẩn chẳng có phạm hạnh. Quán sát như vậy, vì pháp phạm hạnh không thể được, vì pháp ba đời đều vắng lặng, vì ý chẳng chấp lấy, vì tâm chẳng chướng ngại, vì chỗ tu hành không hai, vì phương tiện tự tại, vì thọ pháp không tướng, vì quán pháp không tướng, vì biết Phật bình đẳng, vì đủ tất cả Phật pháp, như vậy gọi là phạm hạnh thanh tịnh. Quán sát như vậy. 1. Vì pháp phạm hạnh không thể được, vì pháp phạm hạnh là không, chẳng chỗ có, vì pháp này là không thể đắc được. 2. Vì pháp ba đời đều vắng lặng, vì đời quá khứ, đời vị lai, đời hiện tại, tất cả pháp đều vắng lặng, chẳng có một thật thể. 3. Vì ý chẳng chấp lấy, vì trong ý thức cũng chẳng chấp lấy, cũng chẳng có chấp trước. 4. Vì tâm chẳng chướng ngại, vì trong tâm cũng chẳng có tất cả mọi chướng ngại. 5. Vì chỗ tu hành không hai, vì chỗ tu hành đều là pháp môn không hai và trùng đạo liễu nghĩa. 6. Vì phương tiện tự tại, vì pháp phương tiện này tự tại. 7. Vì thọ pháp không tướng, vì tất cả đều không tướng, sắc thọ tưởng hành thức năm uẩn đều là không. 8. Vì quán pháp không tướng, vì hay quán sát pháp không tướng. 9. Vì biết Phật pháp bình đẳng, vì biết Phật pháp, tâm pháp, chúng sinh pháp đều là bình đẳng. 10. Vì đủ tất cả Phật pháp, vì tất cả chúng sinh đầy đủ tất cả Phật tánh, tất cả pháp tánh không thiếu không thừa, như vậy chẳng chấp trước, quét tất cả pháp, lìa hết thảy tướng, đó mới là phạm hạnh thanh tịnh chân chánh. Khi chúng ta tu hành thì cần phải đạt đến một niệm không sinh, một niệm đều chẳng có, lại có pháp gì để được? Nếu một niệm không sinh thì đầy đủ tất cả pháp. Tất cả pháp đều vắng lặng, đây tức là phạm hạnh thanh tịnh. Lại nên tu tạo 10 pháp. Những gì là 10? Đó là trí xứ phi xứ, trí quá hiện vị lai nghiệp báo, trí các thiền giải thoát tam muội, trí các căn thắng liệt, trí đủ thứ giải, trí đủ thứ giới, trí nhất thiết trí xứ đạo, trí thiền nhãn vô ngại, trí túc mạng vô ngại, trí vĩnh viễn đạn tập khí. Ở trên nói về phạm hạnh là hư vọng chẳng có thật thể. Phạm hạnh Bồ Tát tu là thanh tịnh quang minh chẳng có hình tướng. Xong mình bạch đạo lý này rồi, lại nên tu tập 10 pháp môn trí huệ.
Mười pháp môn này còn gọi là thập lực của Như Lai. Vì có trí huệ này cho nên mới có sức lực này. Có sức lực này rồi thì mới có thể đoạn hoặc chứng chân. Đoạn hoặc chứng chân được là vì có mười lực này. Những gì là mười trí pháp? Đó là một, trí xứ phi xứ. Phật là xứ, địa ngục là phi xứ. Phật là giác xứ, địa ngục là mê xứ. Tại giác xứ đắc được quang minh, tại mê xứ thì đắc được đen tối. Lại có lối nói khác, có đại trí huệ chiếu soi các pháp thật tướng, đây là xứ. Chẳng có trí huệ thì ở trong ba cõi chẳng biết thoát khỏi, đây là phi xứ. Lại có một lối nói khác, xứ tức là xứ sở giác ngộ, phi xứ tức là xứ sở mê hoặc. Tóm lại, chứng được thánh quả tức là xứ, đọa lạc ba đường ác tức là phi xứ. Minh bạch tất cả các pháp thật tướng là xứ, chẳng minh bạch tất cả các pháp thật tướng là phi xứ. Đoạn vọng chứng chân là xứ, mê hoặc chẳng ngộ là phi xứ. Có trí huệ thì phân tích được vô lượng đạo lý, Phật có trí huệ biết được thị xứ phi xứ. Hai, trí quá hiện vị lai nghiệp báo. Bồ Tát nên tu tập pháp này, quan sát trong quá khứ tạo nghiệp ác, đời này thọ ác báo, đời quá khứ tạo nghiệp thiện thì đời này thọ quả báo thiện, đời hiện tại tạo nghiệp ác thì đời sau thọ ác báo, đời hiện tại tạo nghiệp thiện thì đời sau thọ báo thiện, đời vị lai cũng đồng đạo lý này. Tóm lại, tạo nghiệp gì thì thọ báo đó, tư hào chẳng sai. Tại sao phải tạo nghiệp? Vì khởi hoặc. Tại sao khởi hoặc? Vì vô minh tác quái, một niệm vô minh bất giác thì sinh ra tướng nghiệp, tướng chuyển và tướng hiện, đây là tướng tam tế. Tam tế sinh ra rồi thì tạo ra đủ thứ nghiệp, thì phải thọ đủ thứ báo. Do đó, muốn biết nhân đời trước, đời này mình đang thọ, muốn biết quả đời sau, đời này mình đang làm. Đây là nói rõ nhất về nhân quả, Phật có trí huệ biết được nghiệp báo ba đời phải thọ. Ba, trí các thiền giải thoát tam muội. Các thiền tức là hết thảy tất cả thiền na. Thiền na dịch là tư duy tu. Tư duy tu tức là tham. Thế nào gọi là tham? Giống như dùng khoan để khoan lỗ. Khoan lỗ thông rồi, đây gọi là tham, tức cũng là tham suốt qua. Gì là tham suốt qua? Tham suốt qua Phật tánh vốn có, tức cũng là phá được vô minh. Phá được vô minh rồi thì thấy được trí huệ quang minh. Vô minh tức là không thấu rõ. Phàm là cảnh giới đến, nhìn chẳng thấu, buông chẳng đặng. Chấp trước cảnh giới thì bị cảnh giới lay chuyển. Đây là chẳng có tham thấu đặng. Nếu chuyển được cảnh giới thì tức là có định lực. Tham đến một niệm chẳng sinh, vốn chẳng có muội Phật, thì có định tức tốt, đã gần kề khai ngộ. Chúng ta học Phật, dù học bao nhiêu năm, nếu chẳng phá được chấp trước thì học bao nhiêu cũng vô dụng, chỉ trở thành khẩu đầu thiền. Do đó có câu, hay nói mà chẳng hay làm, tức giống như người đá. Tu hành thì đừng chấp trước cảnh giới. Bất cứ cảnh giới gì đến đều phải nhận thức nó. Cảnh thuận cũng tốt, cảnh nghịch cũng tốt, đều vô sở vị. Đây gọi là cửa ải trước mặt. Nếu cửa ải trước mặt chẳng phá được thì chẳng có công phu định lực. Nếu cửa ải trước mặt phá được, tức là có công phu định lực. Gì là cửa ải trước mặt? Tức là có người ở trước mặt bạn khen ngợi bạn hoặc phỉ báng bạn và bạn chẳng động tâm. Đây tức là cảnh giới của Bồ Tát thập trụ. Cảnh giới thiền có tứ thiền. Chứng được cảnh giới ban đầu thiền thì lúc nào, nơi nào cũng đều có thể nhập định. Nhập định thì mạch máu sẽ ngừng lại, giống như hoạt tử nhân. Chứng được cảnh giới nhị thiền thì một khi ngồi sẽ nhập định, chẳng những mạch máu ngừng lại mà hô hấp cũng ngừng lại. Tuy nhiên bộ hô hấp bên ngoài ngừng, nhưng bộ hô hấp bên trong vẫn hoạt động, tức là cũng hơi thở ở lỗ mũi ngừng, nhưng tại lỗ chân lông sẽ bắt đầu hô hấp. Chứng được cảnh giới tam thiền thì cho đến niệm cũng chẳng còn nữa, song vẫn biết mình đang ngồi thiền. Lúc này chân tránh một niệm chẳng sinh, sơ thiền rất hoan hỷ, nhị thiền ở trong định rất hoan hỷ, tam thiền thì xả bỏ hoan hỷ, đắc được một thứ diệu lạc chẳng không chẳng sắc. Tứ thiền gọi là xả niệm thành tịnh địa. Đây là một thứ cảnh giới trong thiền định, chứ chẳng phải là chứng được quả vị. Có vị tỳ kheo vô tri nhận lầm tứ thiền là tứ quả. Đây là quan niệm hoàn toàn sai lầm, vì chẳng minh bạch quá trình tu hành, chưa chứng quả mà nói chứng quả, chưa đắc được trí huệ mà nói đắc được trí huệ, chưa khai ngộ mà nói đắc khai ngộ. Kết quả phạm tội đại vọng ngữ, đã vào địa ngục cắt lưỡi. Giải thoát có 8 giải thoát, còn gọi là 8 bối xả, trái với phiền não tam giới mà xả ly. 8 giải thoát là gì?
A. Trong có sắc tưởng quán ngoại sắc giải thoát. B. Trong không sắc tưởng quán ngoại sắc giải thoát. C. Tịnh giải thoát thân tác chứng cụ túc trụ. D. Không vô biên xứ giải thoát. E. Thức vô biên xứ giải thoát. F. Vô sở hữu xứ giải thoát. G. Phi tưởng phi phi tưởng xứ giải thoát. H. Diệt thọ tưởng định tác chứng cụ túc trụ. Diệt thọ tưởng định hay khiến cho sáu thức của tâm diệt mà chẳng khởi. Tam muội dịch là chánh định chánh thọ. Lìa tán loạn là định, tức là một lòng chú ý nơi tịnh cảnh khiến cho tâm chẳng tán loạn. Phật có trí huệ biết được các thiền giải thoát tam muội. Bốn các căn thắng liệt. Các căn tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý sáu căn đều có thắng liệt. Phật có 10 lực trí huệ hay quan sát được các căn thắng liệt của tất cả chúng sinh, căn tánh của tất cả chúng sinh. Ai nên trồng căn lành, căn lành của ai đang tăng trưởng, căn lành của ai đã chín mùi, căn lành của ai được giải thoát, Phật đều biết rất rõ ràng, Ngài có trí huệ này. Năm trí đủ thứ giải, tất cả chúng sinh đều có trí huệ khác nhau, tư tưởng kiến giải. Chúng sinh minh bạch pháp gì, thì Phật dùng pháp phương tiện để giáo hóa. Do đó biết mình biết người, bách chiến bách thắng. Trước hết phải biết mình, sau đó biết người. Như thế mới giáo hóa chúng sinh được. Phật có trí huệ đủ thứ giải. 6. Trí đủ thứ giới. Phật có trí lực đủ thứ giới, biết chúng sinh có giới hạn, ngàn sai vạn biệt. Cảnh giới của mỗi loài chúng sinh đều khác nhau. Dù khác nhau như thế nào, Phật cũng đều nhận chứng được, Ngài có lực trí huệ này. 7. Trí tất cả trí xứ đạo. Phật biết tu hành đạo gì đến được nơi nào, nghĩa là tu pháp gì thì chứng được quả vị đó. Đây là trí huệ tất cả rốt ráo, Phật có lực trí huệ này. 8. Trí thiền nhãn vô ngại. Thiền nhãn thông thì chẳng chướng ngại, quan sát được 3.000 đại thiên thế giới, quan sát chúng sinh trên trời và chúng sinh ở nhân gian, căn tánh của họ là thiện, là ác, hoặc là sinh, là tử, chẳng có chướng ngại, Phật có lực trí huệ vô ngại này. 9. Trí túc mạng vô ngại. Túc mạng tức là nhân duyên đời đời kiếp kiếp trong quá khứ, căn lành sâu hay cạn, trong một đời học Phật Pháp hay nhiều đời học Phật Pháp, hiểu rõ đủ thứ nhân duyên rồi, thì biết nên dùng pháp gì để giáo hóa chúng sinh. Phật có lực trí huệ này. 10. Trí vĩnh viễn đoạn tập khí. Tập khí tức là mau bệnh, trong đời đời kiếp kiếp học rất là nhiều tập khí ô nhiễm, bốn đoạn cũng chẳng đoạn được. Tại sao? Vì chẳng có trí huệ. Ví như tham mặc quần áo đẹp, tham ăn vật ngon, tham ở nhà tốt, tham ngồi xe mới, phàm là cầu hưởng thụ đều là tập khí. Tập khí ở trong ruộng thức thứ 8 chứa rất nhiều, chẳng cách chi nói hết được. Giống như người chẳng có tập khí tham tiền tài mà có tập khí ham sắc đẹp. Có người chẳng có tập khí ham sắc đẹp mà có tập khí ham xe mới. Có người chẳng có tập khí ham xe mới mà có tập khí ham uống rượu. Tóm lại, tùy chẳng có tập khí tham quần áo ăn uống chỗ ở, nhưng có tập khí rượu sắc tiền tài. Hết thảy tập khí đều gọi là lậu. Nếu có tập khí thì có hữu lậu, có lậu thì làm mất đi bảo bối của mình. Cho nên người tu đạo phải cẩn thận coi chừng, thời khắc giữ gìn cẩn thận bảo bối thân mình, đừng để mất đi. Phật có lực trí huệ vĩnh viễn đoạn tất cả tập khí, chẳng những mình sớm đã đoạn, mà còn khiến cho tất cả chúng sinh cũng học tập Phật Pháp, vĩnh viễn đoạn sạch tất cả tập khí.